Hoa nhài, Jasminum sambac, là một loại cây thuộc họ Oleaceae, nổi tiếng với hương thơm quyến rũ và màu sắc trắng tinh khiết. Loại hoa này có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Đông Nam Á, đặc biệt là các nước như Ấn Độ, Sri Lanka và Việt Nam. Hoa nhài được ưa chuộng trong nhiều nền văn hóa vì sự sang trọng và ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực từ làm đẹp đến y học. Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui. Lợi ích và công dụng. 1. Lợi ích sức khỏe, giảm căng thẳng. Hoa nhài khô có hương thơm nhẹ nhàng, giúp thư giãn tinh thần và giảm căng thẳng. Sử dụng hoa nhài khô trong trà hoặc xông hơi có thể giúp cải thiện tâm trạng và giảm lo âu, hỗ trợ tiêu hóa. Trà hoa nhài có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm chứng đầy hơi và khó tiêu. Nó cũng có thể giúp làm giảm triệu chứng của các rối loạn dạ dày nhẹ, chống viêm. Hoa nhài có tính chất chống viêm, giúp giảm viêm nhiễm và làm dịu các tình trạng viêm da hoặc viêm họng. Chăm sóc da, chiết xuất từ hoa nhài thường được sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp nhờ khả năng dưỡng ẩm và làm mềm da. Nó cũng giúp làm sáng và đều màu da, đồng thời làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, dưỡng tóc. Hoa nhài có thể được dùng trong dầu gội và dầu xả để giúp tóc mềm mại, bóng khỏe và giảm gãy rụng. Hương thơm của hoa nhài cũng giúp mái tóc trở nên dễ chịu hơn. Lưu ý khi sử dụng, chọn mua hoa nhài chính hãng, đảm bảo mua hoa nhài khô từ các nguồn uy tín để tránh hàng giả hoặc sản phẩm bị nhiễm hóa chất độc hại. Sử dụng đúng liều lượng. Khi sử dụng hoa nhài khô để làm trà hoặc các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, cần chú ý đến liều lượng để tránh phản ứng phụ không mong muốn. Kiểm tra dị ứng. Trước khi sử dụng hoa nhài khô trên da hoặc dùng trong ẩm thực, hãy kiểm tra phản ứng dị ứng bằng cách thử nghiệm trên một vùng da nhỏ. Hoa nhài khô là một nguyên liệu tuyệt vời với nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Với hương thơm quyến rũ và ứng dụng đa dạng, nó xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Bạn nên mua trà ở những địa chỉ uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về sản phẩm và giá cả trên các website hoặc fanpage của các cửa hàng để có sự lựa chọn tốt nhất. Nông sản Dũng Hà là địa chỉ tin cậy cung cấp các sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao, trong đó có trà hoa nhài sấy khô được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ hotline 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé.